con chuồn chuồn bất chợt đậu xuống cành rào để những chiếc gai run rẩy. Đôi khi ngọn gió hoang bất chợt đùa audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh Tết Âm Thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị một đôi chân dài đến từ Canada. Này mang tên là Mirat. Đây là một cái dòng loa khá ít xuất hiện trên thị trường, quý vị, sản xuất tại Canada. Và với cái thiết kế là bốn mặt căng nha quý vị. Có nghĩa là phía trước nó có hai cái cân trên và dưới hai cân rời, phía sau cũng vậy quý vị ha. Cái một cái thiết kế nói chung là nó đối xứng ha quý vị, đối xứng. Thì lát nữa em sẽ quay ở phía sau cho quý vị xem ha, thiết kế đối xứng rất là đẹp quý vị. Đôi loa trưng bày rất là đẹp với cái lưới như thế này ha. Phía sau, mặt phía sau cũng như trang mặt phía trước luôn quý vị đây ha. Cũng có lỗ hơi chấn giữa và hai cái lưới trên và dưới ha. Đó. Bây giờ em tháo căng ra cho quý vị xem ha. Đây. Ở phía dưới không có lo nha quý vị, nhưng mà nó cũng làm cái căng đó, để làm cho những cái làm được cái thẩm mỹ của loa, vì tăng sự sang trọng cho cái loa. Xin lại ra sạch chùi sạch nha, bên này em mới có làm sơ sơ nó còn dính ha. Đây thì nó phía trước nó sở hữu là hai cái bát 16 này, 16 cm ha, 16 cm, màng carbon gân cao su non rất là mềm, và một cái chép đơm mũi nhôm rất là to. Đây, cái thiết kế rất là độc đáo. Rồi bây giờ quay phía sau ha. Sẵn em quay thành quách góc cạnh cho quý vị xem luôn nè, thành quách góc cạnh ha, khá đẹp nha quý vị. Chỗ này nó có chạy một xíu ngay cạnh ha. Phía sau đây quý vị ha, thiết kế phía sau nó dường như là nó y chang ha, mà khác chỗ chạm lo thôi. Made in Canada M990 Mirat M990 ha, 990 đề cao model đây quý vị, sorry đây ha. Loa này thì quý vị có thể đánh đi quay. Phía sau là gồm một loa mid nha, khoảng 14 cm, và nó có cái phễu này ở giữa ha. Sẵn em quay tình trạng như xung quanh cho quý vị xem luôn ha. Nói chung đôi loa này xuất sắc quý vị. Đôi loa này trong cái tầm tiền tầm hơn 11 triệu một tí thì có rất nhiều dòng loa ở đây quý vị. Em ở đây cũng có mấy đôi Pháp này, bầu 401, nói chung cái tầm này khá nhiều.
Mà nếu mà so với Pop Bow 401 thì đôi này quý vị khi nghe nhạc sẽ sâu hơn, mềm mại hơn quý vị. À, đôi này quý vị có thể hát karaoke nha quý vị. Này em sẽ lắp vào karaoke cho quý vị, lát nữa em sẽ lắp, em làm một cái clip riêng. Đây quý vị ha, thành thân của em nó ha. Mấy chỗ này thì nó loang loang, nó dính giống như là dính bẩn vậy quý vị ha. Này vệ sinh ra. Bốn mặt căng Made in Canada ha. Thành quách góc cạnh nói chung đôi này thì khoảng 85-90% nha quý vị, rất đẹp. Ở phía dưới cái phần chân của nó còn rất đẹp ha, nó dính liền nhau luôn. Nói chung là nó có cái phần chân riêng của nó theo luôn ha. Chiều sâu 28,5 28,5, chiều ngang là 25 nha, vậy đúng 25 cm, và chiều cao 110 cm ha, 110 cm, 1m1 1m1 nha quý vị. Chiều sâu 28,5 và chiều ngang là 25. Đô la này trưng bày thì rất là tuyệt vời ha. Bài nghe nhạc hát hò karaoke và với mức giá hơn 11 triệu nha quý vị, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị, 11.400.000 chính xác nha, bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị luôn. Đo này khá nặng nha quý vị, đo này rất nặng nha, cái nó khoảng 20 kg. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.